tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu bán kết được dự đoán khó khăn trước đội tuyển Philippines. Bầy chó hoang đã trở mình mạnh mẽ để trở thành một thế lực của bóng đá Đông Nam Á kể từ năm 2010. Thậm chí ở chiến dịch AFF Cup lần này, Philippines còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sven Goran Eriksson, vị chiến lược gia danh tiếng mang đẳng cấp thế giới. Vậy đâu sẽ là chìa khóa để huấn luyện viên Park Hang-seo mở tung cánh cửa vào chung kết? Cùng thể thao 27 nhận định một vài cái tên có thể tỏa sáng trước Philippines. Người được kỳ vọng nhiều nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Dưới chân đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải được đánh giá là một trong hai cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. 2018 là một năm đại thành công của cầu thủ sinh năm 97 khi anh liên tục tỏa sáng để đưa Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á, hạng tư ASEAN. Ở vòng bảng AFF Cup năm nay, Quang Hải cũng đã có cho mình hai bàn thắng sau 4 trận đấu. Trước một đối thủ có thành tốt, Quang Hải cần thể hiện được sự khéo léo và khôn ngoan của mình. Ở những giải châu Á trước đó, dù nhỏ con nhưng điều đó chưa bao giờ là rào cản với Quang Hải. Anh vẫn sẽ được mong chờ trong những cú đá phạt trước vùng cấm và thậm chí là cả những cú sút xa đầy uy lực với quỹ đạo khó lường. Người được đặt kỳ vọng lớn khác chính là Nguyễn Công Phượng. Ở AFF Cup năm nay, Công Phượng cũng có được hai bàn thắng cho riêng mình. Anh là người khai nòng cho đội tuyển Việt Nam ở chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 trong trận đấu gặp Lào. Sau đó ở trận đối đầu Malaysia, cũng ở phút 11, anh ghi bàn thắng quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Sau khi ghi hai bàn thắng quyết định trong chiến dịch vòng bảng, AFF Suzuki Cup 2018 được dự đoán sẽ là sân đấu nơi Công Phượng tỏa sáng và chứng minh phẩm chất của mình. Những pha đi bóng mang thương hiệu của anh có thể khiến hàng thủ Philippines rối loạn, và điều đó sẽ mở ra cơ hội cho những tiền đạo cắm trời ở phía trên. Cái tên thứ ba là tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Lão tướng 30 tuổi tuy không có được sự kỹ thuật hay sáng tạo như một đôi Phương Ải, nhưng anh lại có sự lạnh lùng và quyết đoán của một tiền đạo đã thành danh. Anh cũng có hai pha lập công như hai người đồng đội trẻ. Như vậy, bộ ba này đang sở hữu 6 trên 8 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Điểm cộng của anh Đức giúp anh có thể được đá chính ở trận gặp Philippines nằm ở thể hình. Anh Đức có chiều cao và vóc dáng tốt nhất đội tuyển. Khi đối đầu với những cầu thủ to cao của Philippines thì anh luôn là sự lựa chọn tối ưu. Cái tên cuối cùng có phần lép về hơn cả, nhưng anh chính là hung khí bí mật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là tiền đạo Phan Văn Đức, cầu thủ trẻ sở hữu nền tảng kỹ thuật chẳng kém bộ đôi Phương Hải. Việc anh mới chỉ đá chính hai trận ở vòng bảng tới nhiều từ sự toàn tính của huấn luyện viên Park Hang-seo. Có lẽ ông muốn để dành anh cho đối thủ ở bán kết. Mặc dù vậy, Phan Đức vẫn kịp có cho mình một pha lập công và hai pha kiến tạo qua hai trận đá đấu. Tuy nhiên, khả năng anh được tung vào sân từ ghế dự bị là khá cao. Có thể trận đó Park sẽ ưu tiên trọng hoàng đá chính để bảo xếp bóng tăng thủ Philippines. Trong hiệp 2, Phan Đức sẽ được tạo điều kiện để vào sân và tạo sự đột biến. Trận đấu bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra tại sân vận động Banac vào ngày 2 tháng 12. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 4 ngày. Cả hai trận đấu hấp dẫn này sẽ được thể thao 47 trực tiếp. Mời quý độc giả chú ý đón xem. Thank you.